mất 1-2 buổi thì chúng ta có thể học lại ở trên Subitut nhé. Những cái buổi nào mà mình nỡ thì chúng ta có thể là học lại cái bài đấy nhé. Còn tốt nhất là chúng ta sẽ học trực tiếp để tương tác và chúng ta có thể là làm bài tập ngay ở trên lớp chúng ta nhé. Tại vì học chỗ nào không hiểu thì chúng ta có thể là hỏi luôn được đúng không? Còn khi mà chúng ta xem lại thì nhiều khi những cái bước mà chúng ta không làm được thì lúc đấy nhắn tin hỏi nó lại rõ. Rồi, chào bạn Trần Hồng nha, Trần Hằng à, Trần Hồng Hằng. Rồi, ngoài hai bạn ra còn có bạn nào nữa không nhỉ? Những cái bạn nào mà lần đầu tiên học mà chúng ta chưa có cái tài khoản Canva thì chúng ta sẽ đăng ký vào cái đường link ở bên trên. Bên trên có gửi, các bạn sẽ đăng ký vào cái đường link đấy để được trải nghiệm cái tài khoản Canva Pro miễn phí 2 ngày chúng ta dùng thử để chúng ta có thể là hoàn thành cái sản phẩm của mình một cách dễ dàng các bạn nhé. Rồi, đầu giờ thì mình sẽ để cho các bạn tầm khoảng 5 phút chúng ta sẽ đăng ký. Những cái bạn mà hôm nay mới học ấy thì chúng ta có tài khoản chưa? Đang là tài khoản thường hay là cũng chưa có tài khoản Canva luôn ạ? Nếu mà chưa có tài khoản Canva nhấn số 0 để mình hướng dẫn luôn nhé. Còn nếu đã có rồi thì chúng ta sẽ đăng ký vào cái đường link bên trên đấy ạ. Để chúng ta có thể là trải nghiệm cái tài khoản Canva Pro các bạn nhé. Rồi những cái bạn mới ấy đã có tài khoản Canva chưa hay là đang dùng tài? À chưa, bạn Nguyễn Thị Thanh là chưa có tài khoản à? Rồi, thế thì mình sẽ ngoài Nguyễn Thị Thanh ra còn bạn nào nữa không nhỉ? Rồi những bạn nào có rồi thì chúng ta chịu khó đợi một chút nhé. Còn những bạn nào chưa có thì chúng ta hãy chuẩn bị một cái Gmail này. Rồi mình sẽ chia sẻ màn hình luôn nhé. Rồi những bạn nào chưa có tài khoản Canva này, các bạn sẽ vào cái đường link này Dung Han này. Những bạn có rồi thì chịu khó đợi bạn chưa có một chút nhé để bạn đăng ký cái tài khoản Canva để chúng ta có thể là bắt đầu buổi học ạ. Rồi bạn sẽ vào cái đường link mình vừa gửi bên trên nha. Sau đấy là bạn sẽ dùng Gmail của mình để bạn đăng ký, hoặc không bạn có thể là đăng ký fake nó nhanh, nhưng mà cái tiện ích của nó thì nó hay nhắn về cái fake, nếu mà fake mà chúng ta để liên tục thì nó cũng không hay cho lắm, nên tốt nhất là chúng ta đăng ký bằng cái Gmail, nó gửi các thông báo về Gmail cho chúng ta nha. Rồi sau khi bạn vào cái đường link đấy này, bạn sẽ vào cái tài khoản của mình này. Bạn sẽ đăng ký bằng cái Gmail giúp mình nhá. Đăng ký bằng Gmail, bạn vào cái tài khoản Canva thì cái trang chủ, để mình thoát cái tài khoản này ra nha. Thoát ra bây giờ không còn cái nào ta. Bạn cứ vào cái đường link mình gửi, sau đấy là đánh địa chỉ, nó sẽ hiện ra một cái giao diện, bạn đánh theo cái địa chỉ Gmail đấy, tên tên đăng nhập này, địa chỉ, và hỏi có theo cái bản giáo dục không thì bạn tích vào theo là bỏ qua giúp mình. Sau khi đăng ký xong nó sẽ hiện ra một cái giao diện như thế này, tại vì cái tài khoản này thì hiện tại là cái mật khẩu mình không nhớ, sợ thoát ra tí không có cái để hướng dẫn các bạn. Bạn chịu khó vậy nhé, để hôm sau mình sẽ làm một cái video hướng dẫn bạn đăng ký tài khoản luôn nhé. Rồi sau khi chúng ta đăng ký cái tài khoản Canva xong nhỉ, thì cái chính là cái giao diện của Canva đây ạ. Bạn gì nhỉ, bạn Thanh đã đăng ký xong cái tài khoản Canva chưa nhỉ?
Rồi, ok. Bạn đăng ký đi, mình sẽ chờ bạn. Rồi, cả lớp chịu khó chờ bạn Thanh một chút nhé. Tại vì bạn ấy hôm nay là buổi học đầu tiên nên chúng ta đã có tài khoản rồi thì chúng ta chịu khó chờ bạn một chút để tất cả trong lớp mình đều sau mỗi buổi học là chúng ta đều có những cái sản phẩm cho riêng mình nhé. Rồi trong quá trình bạn Thanh đăng ký cái tài khoản Canva thì cả lớp mình là những cái buổi trước ấy là thiết kế về những cái sản phẩm ấy, thì các bạn có vướng mắc ở đâu không? Bạn nào vướng mắc ở đâu hãy comment xuống bên dưới nhé, để mình có thể hỗ trợ luôn nhé trong quá trình chờ đợi bạn Thanh nha. Buổi trước các bạn có học về thiết kế Canva ấy, và chúng ta đang bị vướng mắc ở đâu và những cái nào không làm được, hãy comment xuống bên dưới để có thể là trong lúc chờ bạn Thanh chúng ta có thể là giải đáp được những cái câu hỏi của mình ạ. Rồi, chúng ta sẽ đi vào thiết kế nhé. Hôm nay chúng ta sẽ thiết kế một cái tranh, cái bức truyện tranh làm về mầm non như hôm trước mình đã hứa đúng không? Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn nhé. Và hôm sau chúng ta có thể là làm cái video về cái truyện tranh này luôn ạ. Buổi nào nhỉ? Hôm nay là thứ hai. Thứ hai hình như là buổi thứ... chủ nhật nhé, chủ nhật mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái video về truyện tranh, ví dụ như là truyện về nàng công chúa ngủ trong rừng hoặc là Bạch Tuyết và bảy chú lùn đúng không? Thì hôm nay chúng ta sẽ thiết kế về cái Bạch Tuyết và bảy chú lùn chưa nhá. Rồi bạn Thanh đăng ký tài khoản xong chưa nhỉ? Xong đăng ký tài khoản xong thì ở bên trên nó có cái đường link đây này bạn này. Bạn kéo bên trên nó có cái đường link đăng ký Canva để dùng thử cái Canva Pro nhá, thì bạn điền theo cái form này là chúng ta sẽ được dùng cái Canva Pro đấy ạ, để cho nó hoàn thiện cái thiết kế của mình nhá. Rồi ok, chúng ta sẽ đi vào thiết kế này. Để thiết kế cái bức ảnh này thì các bạn sẽ vào cái phần tạo thiết kế này, tại vì ở đây đã biết hết các trang rồi đúng không? Thì mình khỏi cần giới thiệu luôn, mình sẽ đi vào thiết kế và chúng ta là học thực tế luôn nha, không giới thiệu lý thuyết luôn nha. Còn bạn nào mà vướng ở đâu thì chúng ta có thể là comment để hỏi nha. Rồi các bạn sẽ đi vào tạo thiết kế giúp mình này, nhìn theo chuột nha, và bên tay phải này có phần tạo thiết kế, thì các bạn nhìn xuống dưới này có phần là kích thước tùy chỉnh này, kích cỡ tùy chỉnh này, chúng ta sẽ chọn vào đấy. Và cái thiết kế của chúng ta là chúng ta sẽ thiết kế chiều dọc. Thì cái chiều rộng của chúng ta sẽ là 1.100 này. Và chiều cao nó sẽ là 2.000. Sau khi các bạn ấn chiều rộng, chiều cao xong, chúng ta sẽ vào phần tạo thiết kế ạ. Bước 1 các bạn này. Bước 1 chúng ta sẽ vào cái phần trang chủ này. Và phần tạo thiết kế này, ấn chiều rộng là 1.500, chiều cao là 2.000 và tạo thiết kế. Sau khi chúng ta ấn chữ tạo thiết kế mới thì cái trang nó sẽ hiện ra cái trang trắng như thế này. Rồi bước 1 ok chưa cả nhà? Dạ thưa cô, tạo theo cái hình dọc cái chiều dọc đấy thì làm như nào hả cô? Bước 1 này, bạn vào
Tạo thiết kế ở bên tay phải được chưa? Nhìn thấy Dạ. chữ tạo thiết kế chưa? Bạn vào tạo thiết kế này. Dạ. Sau đấy ở bên dưới nó có phần là kích cỡ tùy chỉnh. Dạ. Rồi bạn bấm vào kích cỡ tùy chỉnh. Bạn sẽ đánh chiều rộng là 1.500 và chiều cao là 2.000. Ấn phần tạo thiết kế mới thì nó sẽ hiện ra một cái trang trắng cho bạn như thế này. Được chưa Chiều ạ? rộng là bao nhiêu hả cô? Chiều rộng là 1.500 và chiều cao là 2.000. Hoặc là các bạn có thể là đánh kích khác cũng được. Một cái hình, cái chiều cao nó sẽ cao hơn cái chiều rộng là được. Dạ. Rồi, ok. Sau xong thì nó hiện ra một cái trang trắng. Đây là những cái từ khóa mình sẽ để cho các bạn để các bạn dễ tìm. Em cảm ơn cô. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần tạo thiết kế. Bây giờ để thiết kế được cái này đúng không? Chúng ta sẽ vào đầu tiên là chúng ta sẽ tìm nền cho cái sản phẩm này. Tìm này. Ở đây nha, nó sẽ có là cái câu chuyện về cổ tích nàng Bạch Tuyết và chú Nùng đúng không? Thì chúng ta ok. Rồi cái hình này mình sẽ gửi lên cho các bạn nha. Cái hình nàng Bạch Tuyết và bảy chú Nùng này sẽ không có ở trên Canva. Cái này là bước cuối cùng, tí mình sẽ gửi vào trong nhóm nhé, các bạn chịu khó về down này. Và đây này, các bạn nhìn này, ở đây nó sẽ có này, cái hình lâu đài này, có cây trang trí và có cái phần sân cỏ đúng không? Thì chúng ta sẽ vào các từ khóa mà hôm trước mình cũng đã hướng dẫn đúng không? Tất cả những cái gì cần tìm kiếm thì chúng ta sẽ vào bên thành phần. Và chúng ta đánh vào cái ô tìm kiếm được chưa ạ? Bây giờ chúng ta sẽ tìm kiếm lần lượt các từ khóa nha. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cái hình cho cái này, ví dụ như là cái hình để sau trang trí. Chúng ta sẽ tìm đầu tiên, chúng ta sẽ vào cái này, chúng ta sẽ đánh trước đi. Để rồi là một cái nền trắng như các bạn vừa tạo đúng không? Để tạo cái này chúng ta muốn đổi cái nền này thì chúng ta sẽ tích vào đấy ạ, tích vào cái hình đấy và nhìn ở góc bên trái nó có cái hình màu đấy ạ, ấn vào đây chúng ta sẽ đổi màu này bất kỳ đi, bạn cứ để đấy tí mình đổi sau nha. Rồi chúng ta sẽ chọn màu, cái màu này chúng ta sẽ chọn sau cũng được ạ, không có chúng ta sẽ vào thành phần này, chúng ta sẽ đánh một cái nền này. Đánh cái đây là bầu trời đi, background bầu trời thì nó sẽ hiện ra cho chúng ta sẽ rất nhiều cái ảnh bầu trời này. Cái phần đây nó là cái background thì chúng ta nên vào ảnh nhá. Các bạn sẽ vào ảnh và các bạn tìm một cái ảnh nào phù hợp để tí chúng ta có thể là trang trí, ví dụ như cái ảnh này chẳng hạn, đúng không? Cái ảnh này thì nó không lắm. Nó là cái ảnh giống cái ảnh hang núi ổ. Cái này để hôm sau có thể thiết kế được một cái sản phẩm rất hay này, cái hình này rất đẹp này. Rồi. Ví dụ các bạn để cái bầu trời trong xanh đây, cái hình này này chị, hình này cũng không đẹp này, các bạn cứ tìm cái nào nó phù hợp nhá, sau đấy tí chúng đổi sau cũng rồi, mình cứ lấy tạm cái hình này đi. Rồi sau khi chọn được cái hình này các bạn sẽ nhấn vào muốn cái hình này nó sẽ toàn background của mình, các bạn sẽ nhấn chuột phải. Rồi bên dưới nó có chữ thay thế ảnh nền này, các bạn nhìn thấy chưa ạ? Và thay thế toàn bộ ảnh nền nha. Rồi bước thứ hai chúng ta sẽ đánh chữ background bầu trời và chúng ta sẽ tìm một cái ảnh phù hợp với mình, các bạn cứ làm đi, tí nữa hình không hợp thì chúng ta lại đổi. Đây là những cái bước cơ bản ạ. Bước một là các bạn sẽ vào trang chủ và phần tạo thiết kế, sau đây đánh chiều rộng là 1.500, chiều cao là 2.000. Ấn vào tạo thiết kế mới, sau đấy vào bước 2 là vào thành phần. Ở ô tìm kiếm chúng ta đánh chữ background bầu trời. Các bạn cứ đánh chữ bầu trời được, không cần chữ background đâu. Đánh chữ bầu trời nó vẫn ra đấy. Cái này là nó có sẵn mình đánh ấy thôi. Các bạn tìm chữ bầu trời xanh là nó có mà. Đây, có rất nhiều luôn. Các bạn để ở cái phần ảnh nhé. Từ khóa tiếng Việt nên mình sẽ không gửi vào ô chat nha, và chúng ta sẽ tìm ở đây.
Rồi, cả nhà đã xong bước thứ hai chưa ạ? Ai đã xong bước thứ hai, comment số 2 nha. Và những bạn nào không làm được, chúng ta hãy comment ở dưới ô chat để có thể là hỗ trợ cho các bạn được nhanh nhất nhé. Dạ cô ơi, kéo này cho nó ra cái hết cái màn hình ấy là kéo hả cô hay là làm cách nào hả cô? Kéo thì nó sẽ rất lâu. Đây nha, bạn nhìn này. Ví dụ mình lấy cái hình này này, đúng không? Cái hình dọc thì mình nên chọn ở cái hình dọc nó sẽ full, nó không bị vỡ màn hình. Nhưng thôi mình cứ chọn bất kể một cái gì để bạn nhìn rõ nha. Để tí mình quay đây. Bạn nên chọn, tại vì đây là cái thiết kế dọc thì bạn nên chọn cái hình dọc. Khi mà bạn full màn hình nó không bị vỡ hình. Còn nếu như bạn chọn một cái thiết kế ngang này, cái thiết kế ngang như thế này, khi bạn cho nó full màn hình nó sẽ bị vỡ màn hình. Các bạn lưu ý ở chỗ đấy nha. Các bạn, bạn sẽ ấn vào cái hình đấy và chọn chuột phải. Bên dưới nó có chữ thay thế ảnh nền, bạn nhìn thấy chưa? À dạ em thấy rồi ạ. Đây nó có phần thay cô thế ơi, hình nền. Khi mà mình chọn cái, mình không chọn cái hình đó nữa mà mình đổi cái hình khác ấy, thì làm sao xóa đi được hả cô? Đúng rồi, mình xóa đi. Hoặc là bạn có cái nút ở bên trên này, bạn nhìn thấy cái nút chưa? Nó đây chính là cái nút hoàn tác. Hoặc trên bàn phím nó có chữ Ctrl Z. Bạn hoàn tác hoặc là nút Delete là xóa luôn đi được. Nó rất nhiều cách. Rồi. Xong bước thứ hai rồi đúng không? Tiếp tục chúng ta sẽ đánh cái từ khóa này. Chúng ta sẽ chọn hết từ khóa một lượt, xong đấy chúng ta sẽ trang trí cái bức ảnh của mình nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đánh cái từ lâu đài giúp mình. Vào thành phần và ở ô tìm kiếm chúng ta đánh từ lâu đài. Rồi, các bạn nhìn thấy ạ, chuyển sang đồ họa để tìm cho nó dễ nha. Ở ngay bên trên, đây các bạn thích cái lâu đài nào thì chúng ta sẽ tìm cái lâu đài đấy nhá. Ví dụ như mình lấy cái lâu đài này chẳng hạn, đúng không? Các bạn cứ để đây, để thêm một trang đi. Chúng ta sẽ tìm hết cái từ khóa, sau đấy chúng ta sẽ chọn nó lên cho nó dễ đây. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ tìm cái lâu đài này. Từ khóa tiếp theo này, cả nhà tìm được chữ lâu đài chưa ạ? Tìm được lâu đài của mình chưa ạ? Mình sẽ đi rất chậm nhé. Rồi, mới có bạn Hằng à? Rồi ok. Tiếp tục nhá, chúng ta cứ đánh hết từ khóa 1. Ok. Tiếp tục từ khóa thứ 2 này. Từ từ mình sẽ gửi cái nàng bạch tuyết lên trên cái group này cho các bạn tiếp nữa nha. Hai này, ở cái bạn nhìn tiếp nha, cái background này sẽ có cái gì nhỉ? Cái nền này, nền cỏ này và cái bên dưới này. Rồi các bạn cứ đánh hết đi. Cây này. Các bạn vào thành phần. Các bạn đánh chữ cây này. Cây cỏ nha. Nó chính là cái nền ở bên dưới để chúng ta trang trí đấy ạ. Các bạn cứ chọn một cái nền phù hợp thì chúng ta sẽ trang trí sau nha. Rồi nó có cái hoa này, các bạn sẽ chọn luôn này. Ở cái phần đề dạng, đề xuất đa dạng ấy, các bạn vào đây xem nó có những cái hình đẹp và nhớ là những cái thiết kế nhé, những cái thiết mà mình thấy là đẹp và bắt mắt thì chúng ta có thể là lưu lại vào thư mục để lần sau chúng ta đỡ phải tìm kiếm nhé. Rất nhiều cái bãi cỏ đẹp đấy. Thì như mình chưa lưu mấy cái từ khóa này. Rồi chúng ta bắt đầu trang trí cái nền này này. Chờ một chút.
Chờ chút mình gửi cái hình ảnh các bạn nhé. Nhớ khi mà chúng ta thiết kế thì chúng ta muốn thiết kế cái gì thì chúng ta sẽ để ra một cái file. Khi mà chúng ta tìm kiếm ấy, chúng ta tìm kiếm hoặc là chúng chuẩn bị cái bước chuẩn bị ấy, thì chúng ta sẽ có vào một cái file. Và chúng ta thiết kế xong thì sẽ có luôn cái file đấy. Rồi mình sẽ gửi những cái ảnh vào trong các group, các bạn sẽ vào group để các bạn lấy nhé. Cái ảnh, tại vì cái ảnh ở trong cái Canva mà cái ảnh về nàng Bạch Tuyết đấy nó không được đẹp. Mình đã vào cái kho đồ họa mình đấy. Mình sẽ gửi lên các group cho các bạn. Các bạn chịu khó vào đấy lấy xong đào về giúp Ngát nha. Cô ơi, sao không thấy màn hình cô nhỉ? À, mình đang gửi 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 tài liệu. Đợi À chút. vâng. Đang gửi cái hình ảnh nàng Bạch Tuyết lên cho các bạn. Rồi bạn nào ở group nào thì chúng ta sẽ vào đấy, chúng ta sẽ đào hình nha. Có hết, mình đã gửi hết vào trong đấy rồi đấy ạ. Rồi các bạn đã lấy được hết hình chưa ạ? Các bạn vào group nhé, vào group để đao cái hình nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn về nhé. Rồi sau khi các bạn đao về máy này thì cách lên này thì các bạn nhìn ở bên trái giúp Nga này. Ở bên trái nó có cái phần nội dung này. Dung Trần. Dung Trần chưa vào group vào Dung Trần. Rồi để mình gửi lên Ở group cho cái bạn nhé. group nào hả cô? Group mà học Canva đấy. Bạn chưa vào Vậy group nào đúng không? vậy em dạ vàng, vậy em chưa có. Rồi ok, mình sẽ gửi link cho bạn. Đợi một chút. Dạ em cảm ơn cô nhiều. Rồi bạn sẽ vào đây và nhận link thông báo nhé. À đây. Rồi anh đã gửi luôn rồi đấy. Bạn tích vào cái đấy xong mà bạn tham gia vào group này nhé. Dạ rồi cô ạ, em cảm ơn cô ạ. Rồi ok, các bạn cách tải này. Các bạn sẽ vào cái bên bên trái nhá, vào cái phần nội dung này. Nó có phần là tải nội dung lên này, các bạn sẽ tích vào cái phần tải nội dung lên này. Và chọn vào cái ảnh, nhớ là cái file vừa lưu ở đâu thì chúng ta sẽ tìm đúng cái file đấy. Ví dụ như cái file này mình sẽ tích chuột trái 2 lần vào sẽ tự động tải lên cho chúng ta đấy ạ. Rồi đây chính là ảnh vừa xong đấy ạ. Và bây giờ chúng ta bắt đầu trang trí đây. Rồi các bạn sẽ tích ảnh vào đây. Khi chúng ta chọn chúng ta sẽ tích vào đây ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm nền cho cái big cloud bên trên nhá. Chúng ta đã chọn được rồi này, còn thiếu cây nữa đúng không? Còn thiếu cây thì chúng ta đánh nốt cây cổ thụ này. Đây nha, các bạn để ý này, rất nhiều bạn hay mắc phải này. Tại vì các bạn vừa xong là đang ở cái phần nội dung tải lên, sau đấy các bạn đánh cái từ cây thì nó sẽ không bao giờ ra, xong rồi các bạn hỏi là ô tại sao em đánh mà nó không ra, thì đây chính là những cái lỗi mà các bạn hay Người thường ta gặp.
tất cả các bạn sẽ vào thành phần và chúng ta đánh cái từ cây thì nó mới là ra ô tìm kiếm của chúng ta nha. Lưu ý cái đấy cho mình. Còn khi mà bạn bạn tải nội dung lên ấy thì cái ảnh của bạn nó có thành phần như thế nào thì chúng ta mới tìm được nha. Lưu ý chỗ đấy nha. Những cái điểm nào trong quá Ơi, trình chỗ rồi bạn cứ nói đi. dạ cô ơi, tải lên ở chỗ nào hả cô? Bạn nhìn thấy con chuột này, nhìn cái phần nội dung ở bên tay trái chưa? Dạ rồi ạ. Bạn bấm vào chữ nội dung này. Dạ. Nó hiện lên cái giao diện và bạn nhìn thấy cái chữ là tải nội dung lên chưa? Dạ rồi ạ. Bạn sẽ ấn vào chữ nữa tải nội dung lên này. Và chọn vào cái file mà bạn vừa lưu. Nhớ là À. mình để cái file nào mình vừa lưu. Rồi và bạn ấn chuột trái hai lần là nó sẽ lên được. Dạ em cảm ơn cô nhiều ạ. Rồi ok. Rồi chúng ta tiếp tục nhé. Rồi các bạn đã tải hết lên chưa? Sau khi tải lên xong vào các bạn vào tiếp thành phần đánh chữ cây cổ thụ và tìm cái cây nào mà mình thấy là phù hợp. Các bạn cứ sắp xếp ở đây, xong tí cái cây nào mà không phù hợp chúng ta lại bỏ ra. Chúng ta tìm những cây đẹp và đây là những cái từ khóa. Rồi sorry các bạn một chút. Rồi các bạn đã tải hết lên chưa ạ? Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta trang trí nha. Nào các bạn ấy, tất cả các ảnh sản phẩm chúng ta cũng đều làm như thế thì nó rất là nhanh. Chúng ta cứ tìm kiếm trước hoặc là chúng ta sẽ có cái bước chuẩn bị trước. Chúng ta cần những gì thì khi mà vào thiết kế nó sẽ ra nhanh, không phải là đi lựa từng chút đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ vào tiếp tục, nó còn có cái phần tiếp này, các bạn vào thành phần tiếp nha. Những cái từ khóa mà các bạn hay cần dùng ấy thì các bạn lưu ý lại này, cái chữ ô này này chúng ta rất hay dùng luôn đấy ạ. Cái này nó có cái nhiều cái góc trang trí cho chúng ta này, các bạn vào đồ họa này, ở đây nó sẽ có rất nhiều cho chúng ta và những cái từ khóa này rất hay dùng thì các bạn lưu ý lại nhé, cái ghi chú lại để lần sau ví dụ chúng ta ấy chúng ta còn có thể là làm cái những cái này này, nó là cái phần trang trí góc hoặc là cái nửa đường viền, cái từ này với lại cái từ sáp này này là thường xuyên chúng ta hay dùng này, hai cái từ này thì nó gần tương đương nhau này các bạn này, từ này thì nó có những cái hình ellipse với lại ấy, còn cái từ kia nó cũng ấy, nhưng hai cái thì chúng ta sẽ hay tìm. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ vào cái bên trên này. Cái thảm cỏ chúng ta sẽ để này. Các bạn sẽ dùng Ctrl C này để đấy lần sau chúng ta còn biết chúng ta lấy cho nó dễ. Rồi, tiếp tục này. Các bạn sẽ là lấy cái từ nâu đài này lên này. Tại vì cái nền này nó không phù hợp đúng không? Chúng ta sẽ bỏ này.
để nhìn cái nền màu xanh này nhìn cho nó đẹp hơn này. Nhìn nổi xong thì chúng mình sẽ tìm cái nền bầu trời cho vàng này sẽ nó. Rồi cái hình cỏ này này chúng ta sẽ kéo nó ra nhé. Rồi các bạn đã nhìn thấy cái hình cỏ chưa ạ? Chúng ta sẽ kéo nó ra. Các bạn đã trang trí được hình cỏ chưa ạ? Chúng ta sẽ tìm hai cái này nha. Cái hình bên dưới này nữa. Rồi cái hình tiếp tục chúng ta sẽ cóp cái hình lâu đài Ctrl C Ctrl V lên nha. Cái hình lâu đài chúng ta cũng sẽ cho lên này. Rồi đặt cái vị trí này. Nó ở trên cái bãi cỏ này nha. Nhìn trông kiểu nó xa xăm một chút nhé. Rồi chúng ta làm hàng rào cũng được, không cần cũng được. Rồi chúng ta đã có cái hình lâu đài rồi này. Bên dưới chúng ta tìm kiếm những cái gì nhỉ? Cái cây này, cái nàng bạch tuyết chúng ta sẽ cóp lên này, trang trí và chúng ta sẽ khớp vào với cái hình này này. Và các bạn để ý nha, chỉ có Canva Pro chúng ta mới tách được nền này. Thì các bạn sẽ ấn vào cái hình nàng bạch tuyết này này. Chúng ta sẽ ấn vào hình này. Và ở bên trên này, nhìn theo chuột của mình này, nó có từ là sửa hình ảnh này. Các bạn sẽ ấn vào chữ sửa hình ảnh ạ. Sau khi ấn vào sửa hình ảnh và nó hiện ra một cái giao diện, các bạn nhìn bên trái, nó có phần là xóa nền nhé. Chúng ta ấn vào chữ xóa nền. Sau khi ấn vào xóa nền xong này thì nó đã xóa background cái nền của nàng bạch tuyết cho chúng ta này. Chúng ta sẽ ấn vào chữ áp dụng để khi mà các thao tác ấy nó sẽ không bị quay trở lại nha. Các bạn sẽ ấn vào chữ áp dụng giúp mình này. Rồi các bạn bố trí làm sao nó cân xứng nhá. Tại vì cái tòa lâu đài thì nó sẽ phải to hơn cái hình người đúng không ạ? Đây là những cái chi tiết mà để các bạn thiết kế nhé. Và các bạn khi mà thiết kế nhiều nó sẽ thành quen đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ nhìn nó sẽ chuẩn. Và chúng ta nên thiết kế ở trong cái khung mà tầm khoảng. Các bạn nếu như bạn nào mà đã học về cái video rồi thì chúng ta sẽ biết cái thiết kế hình ảnh nó sẽ kích thước nó chia thành 9 ô vuông ạ. Và cái hình ảnh của chúng ta sẽ là ở trong cái khung hình là 1 phần 3 và 2 phần 3. Thì những cái mà chúng ta cần tập trung thì chúng ta sẽ để ở 1 phần 3. Tức là các bạn chia ra làm 9 ô vuông đấy ạ. Thì nó sẽ ở trọn ở trong đấy. Và chúng ta không để ra ngoài. Thì cái thiết kế của chúng ta nó sẽ bắt mắt hơn ạ. Các bạn nào làm video rồi thì khi mà nói đến cái tỷ lệ đấy các bạn sẽ biết đúng không? Cái đấy là của truyền hình đấy các bạn ạ. Rồi các bạn đã trang trí đã tách xong được cái ảnh nàng bạch tuyết chưa ạ? Cô làm lại một lần nữa. Làm lại rồi đây nhá, cái hình ảnh mình xóa đi này. Lấy cái hình ảnh rồi mình sẽ lấy luôn ở cái bên nội dung này luôn này. Chọn vào cái hình ảnh này được chưa ạ? Sau khi chọn vào hình ảnh xong này, các bạn sẽ chọn vào cái ảnh này và nhìn bên góc trái. Nó có phần là sửa hình ảnh, các bạn sẽ tích vào cái hình ảnh này. Các bạn ấn vào chuột trái này, nó sẽ hiện lên một cái giao diện. Thì các bạn chọn vào cái phần là xóa nền giúp mình. Sau khi chọn vào xóa nền xong, thì cái ảnh của mình đã được xóa và nó có hiện lên ở bên trái nhìn này. Nó có phần là áp dụng, thì các bạn nhớ ấn chữ áp dụng cho mình nhé. Vâng. Rồi, ok. Thế phần này là xong rồi đúng không ạ? Dạ vâng. Tiếp tục.
Chúng ta sẽ vào cái phần cái cây chúng ta vừa trang trí rồi đúng không? Chúng ta sẽ vào cái phần lấy cái phần cây ở đấy ạ. Đây các bạn đánh cái chữ cây đi. Các bạn không thích cây đấy thì các bạn lấy cây khác vào thành phần và đánh chữ tìm kiếm cây cổ thụ. Tại vì nhiều cái phần mềm này nó là phần mềm tiếng Anh, nên những cái bạn nào mà biết tiếng Anh nó là một lợi thế nhá. Còn không thì chúng ta đánh tiếng Việt, không có thì bắt buộc chúng ta phải tìm bằng tiếng Anh ạ. Những cái nào có thì chúng ta có thể là sử dụng tiếng Việt, còn không thì chúng ta có thể là sử dụng tiếng Anh nha. Từ tiếng Việt tìm được thì chúng ta cứ để tiếng Việt đi. Rồi, khi cái cây này nó đã ở bên trên cái tòa lâu đài và chúng ta muốn nó ở bên dưới cái tòa lâu đài này nhá, thì các bạn sẽ tích chuột phải. Tích chuột phải vào và nó có chữ là lùi về sau một lớp đấy ạ. Thì các bạn sẽ ấn chuột trái lùi về sau một lớp nha. Ấn hai lần cho mình, khi chưa được thì chúng ta ấn tiếp nha. Thì nó sẽ lùi về sau cái toàn lâu đài này ạ. Rồi, bước tìm cây và trang trí cây được chưa các bạn? Dạ rồi cô ạ. Cô ơi, bây giờ muốn cho cái cây nó nhỏ lại mà mình kéo cái góc ấy, cái cạnh ấy thì nó sẽ bị biến dạng của cây hình. Bây giờ muốn giữ nguyên cái hình ấy thì làm sao hả cô? Tức là biến dạng của hình nào bạn? Của cây đúng Có không? nghĩa là cái cây ấy cô. Ờ. Rồi bạn cứ nói đi. Cái cây mà bây giờ cái cây bây giờ mình muốn cho cái cây nó nhỏ lại á. Đây nha, Mà bạn để nếu mà ý nha. dạ Bạn để ý này. Ở khi mà mình chọn vào cái hình ảnh cây này, nó sẽ có cái bốn cái góc vuông tròn này hiện ra đúng không? Bạn muốn thu nhỏ thì bạn sẽ cho chuột vào này. To thì kéo chuột lên này. Được chưa? Dạ rồi, em cảm ơn cô. Rồi, ok, đến bước này là xong rồi đúng không cả nhà? Tiếp nha, mình đi tiếp nha. Tiếp tục một cái cây nữa đi. Cái cây nào nó đẹp đẹp thì chúng ta lấy nhá. Cái này là con mắt thẩm mỹ của mỗi người nhá. Mỗi người sẽ có một sự sáng tạo. Mình là hướng dẫn các bạn những cái bước cơ bản. Còn ở đây, lớp mình hôm nay là có 31 người đúng không? Thì sẽ có 30 cái sáng, 31 sáng kiến khác nhau đúng không? Mỗi người chúng ta sẽ có một cái sáng kiến. Mỗi người chúng ta sẽ có một cái thiết kế riêng, tạo riêng cái phong cách cho mình. Rồi các bạn cứ vào đây các bạn tìm nha. Trong quá trình các bạn tích vào đây này, nhiều cái nó có cái phần là đề xuất ấy, thì các bạn vào cái phần đề xuất nó cũng sẽ có rất là nhiều đấy ạ. Rồi tiếp tục các bạn sẽ lùi về sau một lớp nha. Rồi tiếp tục cái phần cây hoa vừa xong đúng không? Hoa vừa xong chúng ta đã tìm này. Hoặc là chúng ta có thể là đánh lại cái những cái từ này này, mình để đây để lần sau chúng ta tìm cho nó dễ và chúng ta không phải tìm lại đấy ạ. Rồi chúng ta sẽ trang trí cái hoa này nhá. Cái này nó là ở bên trong đúng không? Chúng ta sẽ kéo ra đây này. À, rồi trang trí coi như là hai bên rồi cái ở đường bên trong chúng ta vẫn tiếp tục này, chúng ta sẽ cho này, chúng ta sẽ xoay cái chiều này nó đi một chút này, nó lệch này, kéo làm sao để nó vào bên trong nhá. Và cái này này chúng ta sẽ là tiếp tục lùi về sau một lớp nha các bạn nhé. Ấn để làm sao chúng ta đưa lên nó sẽ lùi vào bên trong này.
Này nó vào sâu bên trong quá rồi. Rồi, các bạn chỉnh cái hoa làm sao mà để nó nhìn ở cái đường bên trong này này. Mạnh được. Nó tạo thành một cái vườn hoa này các bạn. Rồi, ok. Vườn hoa chúng ta sẽ xong này, xong cái hoa bên ngoài nha. Tiếp tục này. Chúng ta sẽ có cái mặt trời ở bên trên này đúng không? Thì vào cái thành phần này. Các bạn đánh chữ mặt trời này. Để nhìn tí nữa chúng ta lấy cái bầu trời nhìn nó sẽ đẹp hơn ạ. Đây, có rất nhiều mặt trời. Chúng ta thích cái nào chúng ta sẽ chọn nhé. Ví dụ như là mình lấy cái này đi. Bạn nào thích cái nào thì chúng ta có thể lấy cái đấy nhé. Không nhất thiết là phải giống mình nhé. Rồi chúng ta đã chọn xong cái phần mặt trời chưa ạ? À, xin lại cái ninh ninh plo rồi đợi một chút nhé. Đây mình sẽ cóc luôn lại cho bạn này. Rồi ở cái phần gửi đấy ở có cái link vào lộ đấy nha bạn nhé. Bạn tích vào đường link này và điền thông tin theo hướng dẫn nhé. Tại vì nếu mà chúng ta dùng cái tài khoản Pro ấy thì nó sẽ có rất nhiều cái thiết kế cho chúng ta, còn khi chúng ta dùng cái tài khoản thường ấy thì nó sẽ bị hạn chế một số tính năng nhé. Nên chúng ta nên dùng cái tài khoản Pro ạ. Rồi sau khi xong này chúng ta sẽ đánh ở cái phần này là ví dụ như là cái phần này nó là phần truyện tranh thì vừa xong mình có ở cái phần sáp này này chúng ta sẽ đánh vào cái từ sáp này này. Những cái từ khóa này rất là hay dùng. Chúng ta sẽ lưu cái từ khóa này lại nhé. Tại vì cái từ khóa này là rất hay dùng đấy. Nên các bạn lưu lại để phục vụ cho các thiết kế của mình tìm được rất nhiều đấy ạ. Các bạn nhớ là tích vào đường link kia sau khi mà đã nhấn gửi ấy, thì các bạn nhấn vào cái chữ là tham gia vào lớp xong vào Gmail nhé. Các bạn nhớ là vào của Gmail ấn chữ tham gia vào lớp thì cái tài khoản của bạn sẽ được nâng cấp Pro rồi nha. Đây ví dụ mình thích lấy cái hình bánh dưa toang này. Rồi các bạn nhớ này, khi mà chúng ta chọn cái hình ấy, mình không thích cái màu này, không thích cái màu vàng này chúng ta sẽ đổi đúng không? Chúng ta sẽ tích vào hình ấy và chúng ta nhìn ở cái chỗ bên là cái màu này, chúng ta sẽ chuyển màu nhé. Ví dụ cái này nó để là cái màu nào nó nổi lên một chút đúng không? Ví dụ mình để cái màu này đi.
Rồi bây giờ đến cái phần văn bản này, thì một là chúng ta sẽ gõ cái chữ T trên bàn phím, hai là chúng ta nhìn bên góc trái nó có chữ T văn bản, chúng ta sẽ chọn vào đấy, nó sẽ hiện ra một cái giao diện ạ. Thêm phụ đề, chúng ta sẽ chọn vào cái phần thêm phụ đề, và đây chúng ta sẽ đánh chữ là truyện tranh nhé. Cái này chúng ta sẽ thiết kế phục vụ ví dụ như là những cái em lớp 1, lớp 2, mẫu giáo lớp 1, lớp 2 thích những cái câu chuyện tranh, hoặc là những cái mà đấy, để chúng ta sẽ in ra cái này, có thể là mang ra hàng in, chúng ta sẽ in ra để cho các con học rất là tốt ạ. Rồi chúng ta không thích cái màu chữ này thì chúng ta sẽ tích vào cái chữ đấy và nhìn bên trên chữ A. Các bạn sẽ đổi cái màu chữ các bạn thích nhá. Ví dụ mình để cái màu trắng chẳng hạn. Và không thích cái mình nhầm, đây là màu chữ, còn phông chữ thì các bạn tích vào đây. Và nhìn theo chuột nó có, khi các bạn tích vào cái mũi tên này nó sẽ hiện ra các kiểu chữ cho các bạn, và các bạn sẽ chọn các kiểu chữ của mình ạ. Ví dụ mình thích cái kiểu chữ này ạ. Và các bạn cứ tích vào đây, các bạn thích kiểu chữ nào chúng ta sẽ chọn kiểu chữ đấy nhá. Rồi cái này chúng ta đến bước này các bạn xong chưa nhỉ? Có nhanh quá không ạ? Tại vì những cái bước này gần như là đã hướng dẫn hết rồi đúng không? Chúng ta sẽ làm nhanh và chúng ta sẽ thiết kế luôn hai cái đấy để lần sau chúng ta có thể là dùng cái bài, dùng cái tranh này chúng ta sẽ làm video nhé. Cái này chính là cái bộ truyện tranh chúng ta làm về nàng Bạch Tuyết và bảy chú Nùng, và chúng ta sẽ làm thành một cái video. Thì hôm sau chúng ta sẽ từ cái muốn làm được video về nàng Bạch Tuyết thì chúng ta cũng phải biết thiết kế. Thì hôm nay chúng ta sẽ học thiết kế trước ạ. Rồi các bạn đã xong chưa ạ? Rồi sau khi xong nha, sau khi các bạn xong này, ví dụ như là bạn nào mà nỡ chữ thường, bây giờ chúng ta muốn đổi thành chữ in này, thì các bạn sẽ tích vào đây này. Và các bạn nhìn ở cái bên trên nó có cái hình chấm thế này, và nó có phần chữ A lớn, chữ A nhỏ này, các bạn sẽ đổi sang thành, tích vào nó sẽ đổi sang cho các bạn này. Rồi bây giờ chúng ta muốn ở cái hình bên dưới này này, nó chuyển thành cái màu khác cho chúng ta này, thì các bạn có thể là vào thành phần này, các bạn đánh từ sát nhá. Rồi và các bạn sẽ chọn một cái hình, các bạn sẽ chọn một cái hình bất kỳ, khi chúng ta kéo ra thì nó sẽ, rồi sau đấy chúng ta sẽ kéo này,
kéo full cái này các bạn nhé. Rồi, và chúng ta muốn đổi màu thì chúng ta vẫn vào đây chúng ta đổi nhá. Cái màu này chúng ta thích để về cái màu. Các bạn nhìn nhá, khi mà thiết kế ảnh ấy thì chúng ta sẽ nhìn này, ở bên trên đây cái hình nàng bạch tuyết này nè, nó sẽ có màu vàng và màu gì đấy ạ? Thì chúng ta sẽ theo những cái hình này chúng ta sẽ tìm được những cái màu tương ứng nhá. Ví dụ cây này nó có hình màu tím này, màu ấy thì chúng ta sẽ chọn theo như thế này. Thì cái thiết kế của chúng ta nó sẽ phối màu tốt hơn ạ. Rồi, ví dụ cái cây đấy nó là hình nền màu xanh, cái nền cỏ này này các bạn này, nô đài này, chúng ta sẽ để cái màu hồng này nhá. Rồi, bây giờ cái này nó đang ở bên trên đúng không? Chúng ta sẽ cho xuống bên dưới vẫn như vừa xong. Tích chuột phải, lùi về sau một lớp. Các bạn ấn 2-3 lần để cho nó lùi nha. Rồi. Wow. Cái hình cọ này nó sẽ bị thừa so với cái trước à. Rồi các bạn tích vào cái hình, không để ý cái hình. Cọ này chúng ta sẽ là lật ngược lại rồi. Rồi các bạn sẽ tích vào cái hình cọ này này. Các bạn sẽ vào cái phần lật này này. Ấn vào chữ nào, lật ngang này thì nó sẽ tích ra cho chúng ta, nó sẽ đổi cái chiều cỏ lại cho chúng ta đây ạ. Đây có, sao lại có hai mảnh cỏ à? À, cái này là do mình chọn hai cái rồi, thả màu. Rồi, cái màu rồi tiếp tục chúng ta sẽ đánh cái chữ này, cái nhớ là các phông chữ này, các phông chữ viết ở trong đây gần như là nó phải là tương đương nhau, thì các bạn sẽ đánh cóp luôn cái chữ bên trên này giúp mình này. Rồi các bạn sẽ kéo ra. Chúng ta sẽ đổi cái màu này cho nó đẹp hơn nhá. Đây nó có màu vàng đúng không? Tôi sẽ tìm cái màu vàng nó sẽ đẹp hơn một. Rồi cái màu vàng này nó sẽ nổi lại. Rồi chúng ta sẽ cho cái chữ này này nó nhỏ xuống này, hoặc là đổi cái phông chữ này cũng được. Nó to quá thì chúng ta sẽ cho về cái phông chữ này. Nên để một dòng nhé các bạn nhé. Rồi, trên này chúng ta có thể là nó trống quá ở cái phần này. Chúng ta có thể là trang trí này. Cái phần trang trí này thì tùy chúng ta nhé. Phần này chúng ta có thể là vào cái sáp này. Bên dưới này này, nó có cái hình này. Rồi đây chúng ta có thể là đánh chữ là cổ tích Việt Nam nhé.
Rồi hai cái màu chữ này sẽ cho chú ý vào cái phần cổ tích này thì chúng ta sẽ chuyển cái màu này nó sang cái màu khác nhé. Màu trắng vẫn là màu nổi nhất đúng không? Thì cái này chúng ta sẽ cho bé lại ạ. Rồi, ok, chúng ta đã có một cái trang đầu tiên, tức là cái trang bìa về cái câu chuyện nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, và chúng ta có thể là thiết kế tiếp ở cái này tiếp theo được ạ. Rồi, các bạn đã sắp xếp xong được cái trang đầu tiên chưa ạ? Rồi cả lớp mình xong chưa nhỉ? Bạn nào đã xong rồi comment chữ xong rồi giúp Nga nhé. Và bạn nào vướng mắc có thể là comment. Rồi, cho mình bấm nhầm. Rồi, nếu mình thiết kế đến đâu rồi nhỉ? Chúng ta hãy comment ở dưới ô chat để Nga biết nhé. Xem là các bạn làm được đến đâu ạ. Gần xong rồi, ok. Thôi chọn lại cái chỗ mà làm bạch tuyết đi cô. Cái nàng bạch tuyết ạ. Đúng rồi, cái màu vàng. Tức là chọn cái màu vàng này gì đúng không? Dạ, dạ. Rồi thì các bạn là vào cái sát này. Nó có một cái hình, ví dụ như bạn chọn một cái hình bất kỳ đúng không? Hình nào cũng được, ví dụ mình lấy một cái hình này đi. Đây, chọn ở đây cho bạn dễ nhìn này. Bạn vào chữ sát này này. Ví dụ bạn lấy cái hình này đi, đúng không? Thì cái hình này hiện là đang là màu xanh này. Cái hình này thì chắc bạn nhìn nó không rõ rồi. Nó có hai màu. Đây, cái hình này chắc một màu. Đây, hình này một màu này. Bạn nhìn nhá. Rồi, sau khi bạn chọn xong này, thì bạn sẽ kéo nó ra trùng với lại cái bãi cỏ đấy, đúng không? Cái sân cỏ của chúng ta này, cho nó hết cái sân cỏ này. Và chúng ta sẽ tích vào đây và nhìn ở bên góc trái này. Nó có cái hình màu đây này. Bạn sẽ chọn vào cái hình màu này. Và bạn sẽ đổi theo cái màu của mình. Ví dụ màu vàng này. Được chưa ạ? Đây, nó giống như bên trên này thôi. Bạn sẽ kéo trùng ra đây. Ví dụ mình xóa đi này. Đây, xóa đi nó sẽ là cái hình này đúng không? Thì chúng ta sẽ chọn vào cái hình. Đây, mình sẽ lấy luôn cái hình này đây ạ. Sẽ cho nó trùm ra và đổi màu này. Sang đây. Và chọn cái màu vàng thôi.
là sắp cái hình này đây này, và để cho cái hình này nó ở bên dưới cái bãi cỏ đúng không, thì bạn sẽ tích vào cái hình đấy và cho nó nùi về sau một lớp. Hiện tại là mình đang chọn cái chữ nó nùi về sau một lớp nên cái chữ nó sẽ bị mất. Và bạn nhớ nha, đây cái hình chúng ta phải chọn đúng cái hình này, hình nền màu vàng nó nùi về sau này. Rồi thì cái cỏ nó sẽ là bên trên cái hình màu vàng. Rồi, ok chưa bạn? Vừa xong là bạn bạn rung trần đúng không? Dạ không, cái được chỗ chưa này bạn em nhỉ? làm được rồi cô ạ. Dạ cái chỗ này em làm được rồi ạ. Em Thế, cảm ơn cô nhiều. rồi, ok. Tức là cảm ơn mình đã xong phần này rồi đúng không? Rồi, các bạn đã xong rồi. Tiếp tục ở cái bức tranh thứ hai này. Bức tranh thứ hai thì nó vẫn tương tự như thế ạ. Rồi, ok. Tức là hôm nay lớp mình là rất nhanh đúng không? Chúng ta đã hoàn thành luôn bài tập ở trên lớp này rồi ạ. Cái bức tranh thứ hai này thì nó cũng tương tự như thế thôi ạ. Thì chúng ta sẽ về nhà làm cái bức tranh này nhá. Cái bức tranh 1 là mình hướng dẫn trên lớp. Và cái thứ hai mình sẽ gửi cái tranh này vào trong lớp và chúng ta sẽ cùng một cái từ khóa tìm kiếm đấy. Chúng ta sẽ làm cái bức tranh này được không ạ? Cả lớp đồng ý không ạ? Dạ Ok đồng ý nhé. cô ạ. Hai cái sẵn. Có những cái câu hỏi gì chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi và chúng ta sẽ giao lưu cuối giờ nhé. Còn bạn nào không làm được không ạ? Ok, gần như là lớp mình hôm nay đã xong hết rồi đúng không? Các bạn sẽ để những cái hình này. Hôm sau chúng ta sẽ học cái thiết kế về video nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Chúng ta sẽ từ những cái này, hình này chúng ta sẽ thiết kế thành một cái video nhé. Để cho các bạn, ví dụ như là trong quá trình mà hướng dẫn các em hoặc là muốn kể chuyện cho các em nghe mà các bạn không muốn đọc chuyện thì chúng ta chỉ cần đọc một lần, thu âm lại cái giọng của mình. Sau đấy chúng ta làm thành một cái video và bật lên cho các bạn trẻ nghe. Dụ ăn cơm rất là dễ đấy các bạn. Làm những cái video về chuyện cổ tích ấy, sau đấy chúng ta sẽ để cho các bạn ấy xem ở cái chế độ to thì dụ các bạn ăn cơm cực dễ luôn. Ok, lớp mình hôm nay còn có câu hỏi gì không ạ? Trong quá trình làm các bạn có gặp khó khăn gì không? Rồi các bạn cứ bật mic giao lưu thoải mái nhé. Trong quá trình thiết kế Canva, chúng ta có gặp khó khăn gì thì chúng ta cũng có thể là comment dưới đây. Hoặc là ví dụ như trong lớp mình là hiện tại các bạn đang làm những cái công việc gì thì chúng ta có thể là comment dưới đây để lần sau ví dụ như là những cái buổi tiếp theo thì Ngát có thể là hướng dẫn theo những cái công việc của các bạn. Ví dụ như là hôm nay về trường mầm non thì hôm sau cũng có thể là thiết kế về những cái sản phẩm, hoặc là những cái bạn nào mà muốn làm Shopee chẳng hạn, thiết kế những cái banner về Shopee đúng không? Nó sẽ có rất là nhiều đề tài, hoặc là bây giờ là ở trên Facebook nó sẽ ưu tiên là làm video thì chúng ta sẽ dùng Canva để chúng ta thiết kế những cái video chúng ta có thể đăng lên đúng không? Nó rất nhiều đề tài cho chúng ta có thể là thiết kế, nhất là những cái bạn mà đang kinh doanh ấy thì chúng ta phải biết thiết kế được những cái hình ảnh đẹp mắt. Đó là một lợi thế. Và cái hình ảnh nó cũng là một cái content cho các bạn nhé. Các bạn để ý nha, bây giờ nếu như mà bảo các bạn mà ngồi đọc cái content dài thì cảm giác như là không mấy người đọc đúng không? Nhưng mà các bạn nhìn thấy những cái hình ảnh đẹp thì các bạn sẽ like với lại comment rất nhiều đúng không? Đấy là một trong những cái mà chúng ta cần phải biết thiết kế đấy ạ. Còn nếu như mà hôm nay chúng ta không có câu hỏi gì thì lớp mình hôm nay nghỉ sớm à? Hay thiết kế tiếp ạ? Chúng ta giao lưu hay thiết kế tiếp các bạn? Rồi, và những cái bạn nào mà chúng ta chưa có cái tài khoản Canva thì chúng ta có thể là
nâng cấp lên cái tài khoản Pro để chúng ta học được nhiều cái thiết kế. Và đây nhá, và cái bước cuối cùng là cái bước các bạn tải về này, thì các bạn để ý này, nếu như mà các bạn mà chọn cái hình ảnh Pro ấy, thì khi các bạn này, các bạn vào phần chia sẻ này, khi ok, các bạn vào cái phần chia sẻ nhá, các bạn vào phần chia sẻ này, sau đấy các bạn có phần là tải xuống. Nếu như mà tài khoản bạn không Pro thì tất cả những cái thiết kế mà nó liên quan đến cái tài khoản Pro bạn sẽ không tải được, mà nó sẽ có cái dấu chìm Canva bên dưới. Và chúng ta lên, tại vì chúng ta nếu mà thiết kế nhiều thì chúng ta lên. Rồi ok bạn Trần Thị Đoàn nhá. Rồi chúng ta sẽ giao lưu, rồi bạn có việc thì bạn nghỉ sớm ạ. Rồi chúng ta sẽ tải về cái hình ảnh này và để máy chúng ta có thể gửi, hoặc chúng ta cũng thể có thể là sao chép cái đường link. Ok, chúng ta sao chép cái đường link này chúng ta gửi cho bạn bè ạ. Muốn học thêm về banner, rồi hôm sau sẽ có cái buổi về banner nhé bạn nhé. Rồi, và chúng ta sẽ làm tất cả sau mỗi buổi học. Tại vì sau mỗi buổi học thì bao giờ Nga cũng muốn là các bạn hoàn thành. Chúng ta là hoàn thành hơn hoàn hảo. Trước tiên là chúng ta phải hoàn thành trước. Sau đấy là khi mà chúng ta đã thiết kế nhiều, nó sẽ quen mắt và chúng ta sẽ thiết kế được nâng cao. Vì thế các bạn học thì các bạn phải thực hành, thì nó sẽ tiến bộ lên rất nhiều đúng không? Chúng ta sẽ gửi cái bài tập của mình vào trong các group nhé. Và có cái thắc mắc gì thì chúng ta có thể là comment ở trong các group của mình nhé. Rồi nếu như mà hôm nay chúng ta không có câu hỏi gì thì mình xin kết thúc Zoom tại đây nhé. Rồi và hẹn gặp các bạn ở những cái buổi tiếp theo được không ạ? Rồi, rồi chào các bạn nha. Hẹn gặp các bạn ở những cái buổi tiếp theo, chúng ta sẽ lại còn gặp nhau đúng không? Rồi cảm ơn bạn Hùng Sơn rất rất nhiều. Rồi xin chào cả nhà, hẹn gặp cả nhà vào những buổi tiếp theo. Chúng ta nhớ là về thực hành xong là gửi vào trong các group nhé các bạn nhé. Và vướng mắc đâu thì chúng ta có thể là comment trong group hoặc là nhắn, mình sẽ hỗ trợ các bạn nhé. Ok, cảm ơn cả nhà. Rồi, bye bye cả nhà nhé.